Thì theo yêu cầu của mình thì cô Sáu nói với mình là cả nhà nghe em là cô Sáu rất là ngại khi mà lên YouTube hay là lên TV, nhưng mà thuyết phục quá thì cô Sáu cũng buộc lòng và thương cháu mình nên cô Sáu sẽ hát một bài. Thì hôm nay cô Sáu sẽ hát bài gì cô Sáu? À, cô hát bài Vọng Kim Lan ha. Ôi, cô Sáu hát rất hay mà cô Sáu nói không hay vậy. Cực kỳ hay, quá ngọt ngào luôn. Vậy có cô hay cô người ông vậy nên thành thử ra là bé Khánh Hưng với đàn hay là đúng rồi.